こんにちは。皆さん、日本へ来る前に、皆さん、どのような教育、どのようなアドバイスを受けたのか、よくわかりませんけれども、これから紹介することを、絶対に信じちゃいけないです。一緒に見てみよう。Không mua đâu em ơi, đi chỗ khác anh nhá. Ơ, chào anh. Anh cho em hỏi đây phải là trung tâm du học khoa Sakala không ạ? Đúng rồi em, đây, mời vào. Đây, em hãy nhìn lá cờ của Nhật Bản đi. Em có biết màu gì ở giữa đây không? Màu hồng đấy em. Nhật toàn màu hồng thôi, thích lắm. Tiếng Nhật dễ lắm em ạ, nó có khác gì tiếng Trung Quốc đâu. Toàn Hán tự như nhau cả ấy mà. Em thấy mấy người ở biên giới đấy, người ta còn nói tiếng Bồi được. Mình đi du học hẳn hoi nhỉ, chẳng nhẽ lại không nói được à? Thoải mái đi, không phải lo đâu. Tiếng Nhật dễ lắm em ạ, có nhiều từ nó mượn của tiếng Anh ấy mà. Ví dụ như là tennis này, tennis sự này, computer này, computer này, robot, robot tổ. Em cứ học tốt tiếng Anh là tiếng Nhật nói vô tư luôn, không phải lo đâu. Ở Nhật đấy, chỗ nào cũng có wifi hết. Mày sang mày dùng tẹt bô luôn. Ôi sự bằng đại học của các ông để làm cái gì? Xem con nhà Nghĩa đầu xóm mày kìa. Nó đi làm thêm ở Nhật nửa năm mà đã gửi tiền tỷ về cho bố mẹ xây nhà rồi cái kìa. Bằng đại học thì đấy nó cuối thôi. Ở bên đó công việc làm thêm vô vàn luôn. Các em có thể thoải mái lựa chọn. Bình quân thu nhập một tháng nó rơi vào tầm 20 lá. Tức là tương đương với cả 40 triệu Việt Nam đồng. Tha hồ luôn các em. Ông anh tao bảo điện thoại bên Nhật rẻ vãi. Người ta còn bán zero yên đấy, cho không luôn máy ấy. Người nước ngoài nó không bắt bẻ đâu. Một tuần mày làm 50 tiếng cũng được, chả ai nói gì cả. Vai chém. Ai bảo mày thế? Ơ mày không tin à? Ông anh tao đang làm ở bên đấy đấy. Ông ấy bảo là ông ấy đang làm ở câu lạc bộ thể hình fitness cái gì tên là Yamato hay là Sagawa gì ấy, nổi tiếng nhất Nhật Bản luôn. Sao đi làm thêm lại vào câu lạc bộ thể hình là sao? Ở bên đấy á, ký túc xá đẹp cực kỳ luôn, như khách sạn 5 sao. Người Nhật rất hiền và dễ tính. Tôi cả cái Nhật này người ta không quản lý đâu, cứ cầm về thoải mái thôi. Ui giời, không cần phải biết nhiều tiếng đâu. Mày cứ nhiều sức khỏe vào người ta nhận hết. Cô này không ai dùng đâu, cứ cầm mà dùng. 今のインターネット時代では何でもすぐ調べられますから、まず自分で調べて、情報が本当かどうか自分で確認しましょう。日本へ来たら、あ、これ違うな。その人は言いました。あの人は言いました。この人は言いました。それはもう知らないですよ。話を聞いたのはあなたです。やったのもあなたですから、責任はすべてあなたの責任です。ですから、日本へ来る前に、すべて情報収集をしっかりやりましょう。騙されないでよ。